Người dân Hà Nội choáng với nhan sắc ngoài đời khi Nhã Phương quay phim tại chung cư. Hóa ra ở ngoài đời thường, Nhã Phương như thế này, người Hà Nội nhìn mà choáng. Sáng nay ngày 8 tháng 10, đoàn làm phim Tuổi Thanh Xuân 2 có cảnh quay ở một quán cà phê tại một khu chung cư ở Cầu Giấy, Hà Nội và đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Một phần cũng vì tò mò nên người dân nơi đây đến xem quay phim rất đông, và tất nhiên, người được chú ý nhất thì không thể không kể đến là Nhã Phương. Ai cũng bàn tán xôn xao về ngoại hình của Nhã Phương ngoài đời. Phải công nhận một điều rằng, dù là ảnh chụp chậm, không phải là chủ động tạo dáng, nhưng Nhã Phương vẫn rất xinh đẹp và rạng ngời. Nhìn nữ diễn viên nhỏ nhắn, duyên dáng và tươi tắn, chẳng khác nào hình ảnh mà mọi người được nhìn thấy ở trên truyền hình hay trên báo. Hơn nữa, cô gái này còn rất thân thiện, thỉnh thoảng lại tươi cười và vẫy tay chào người dân xung quanh. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!